nước võ quyết. Bà con ta biết nước võ quyết thế phải không bà con? Nước võ quyết khi ta ép ta uống thì nó rất tốt vô cùng cho sức khỏe. Nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ạ. Nhưng mà có một số người, có một số bệnh thế này, vui lòng đừng uống nước võ quyết, vì uống vào không tốt gì cho sức khỏe cả. Đó là những người có bệnh mới vừa phẫu thuật, bệnh dạ dày, ruột vắt, vết mổ chưa lành, người đang đói bụng, bệnh vẩy nến, tiểu đường, người phẫu thuật, say rượu, cảm, ho, là vui lòng đừng uống nước võ quyết bà con ạ. Uống nước võ quyết vào không tốt gì cho sức khỏe, nó làm cho chứng bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Nước võ quyết là những người không uống, là người có phẫu thuật, người có bệnh dạ dày, người có bệnh đường ruột, vết mổ chưa lành, người đang đối bệnh, người đang đối bụng, bệnh vẩy nến, tiểu đường, người phẫu thuật, say rượu, cảm và ho thì vui lòng. Vui lòng đừng uống nước võ quyết, không tốt gì cho sức khỏe cả bà con ơi. Còn ngoài ra là nước võ quyết nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Khi ta uống là nó chống lại được sự phát triển của ung bướu, nó có khả năng miễn dịch, chống lại bức xạ của máy vi tính, người già, tim mạch, wow, đại bụng, viêm khí phế quản, ho, co đờm. Tốt quá bà con ha. Nước võ quyết nó tốt cho sức khỏe chúng ta, khi ta uống là nó chống lại được sự phát triển ung bướu. Nó tốt là nó chống được sự phát triển ung bướu, nó có khả năng được miễn dịch, chống lại tia bức xạ của máy vi tính, người già, bệnh tim mạch, đầy bụng, viêm phế quản, ho và ho có đờm. Là vui lòng đừng uống, uống tốt. Những trường hợp đó là uống tốt vô cùng. Nhưng mà không phải tốt là ta uống bao nhiêu cũng được đâu bà con. Ta phải uống là không uống vào buổi sáng, không uống chung với sữa, không uống khi thuốc kháng sinh. Đó, nước võ quyết ta uống bình thường, không có gì hết. Nhưng mà không uống vào buổi sáng, không uống chung với sữa, không uống chung khi ta uống thuốc kháng sinh. Cho bà con ta chú ý để ta uống nước võ quyết được tốt nha bà con. Chúc bà con vui, trẻ, mạnh khỏe. Xin chào, na na.